Em xin chào các anh. Em tiếp tục sở kho thêm một cái con bình thủy của Tiger nhá. Đây. Đấy, như em đã nói từ trước đấy nhá, thì là tất cả những cái bình thủy này là bên em là không chuyên. Đấy, bên em bán là nó về cùng với cả đồ âm thanh ấy, thì là có thì em cứ 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 test điện lên thôi. Test điện lên thì là bác nào có thể ưng thì lấy. Đấy. Tình trạng làm sao mình báo luôn đấy, thì là về mọi người là sẽ có những con về nó vẫn chạy hoàn hảo, có những con về có thể nút bấm một hai cái nó bị liệt đấy, thì là về các bác thay đi là dùng đấy, thì đấy bán là chủ yếu là cho anh em thợ về để khắc phục đấy, ví dụ như chạy được luôn thì là về bán luôn, còn nếu ví dụ nó bị ấy thì là anh em thợ về người ta sẽ khắc phục đấy. Và thường những cái này là bán giá này là giá tù mù, không bao sống chết gì đâu đấy, và anh em thợ thì người ta lấy là người ta cứ lấy thôi, về ví dụ có vấn đề gì anh em người ta tự người ta khắc phục xử lý, hoặc là các anh em ta lấy đi kiện để người ta sửa các cái máy khác của người ta. Đấy, thì mục đích ban đầu là bán thì là như vậy, nhưng mà về sau này thì nhiều khi là cũng có hay có khách hỏi là em ơi thế cái con đấy thì em cứ cắm điện thử cho anh, nếu mà nó lên được thì là anh lấy, thì là người dùng mà anh là người dùng anh ấy người lấy đấy, còn sau này em không cần bảo hành cho anh đâu, sau này thì có vấn đề gì thì anh có thể mang thợ sau thì tùy đấy. Thì ở đây hôm nay có một con bình của Tiger nhá, bình này cũng là bình 3 lít này, bình thủy Tiger 3 lít này. Đấy, vỏ viết đây nhá. Đấy, vỏ nói chung là còn ok, khá là ok đấy. Đấy, nhá, còn khá là ok luôn đấy. Nước thì vẫn đang sôi, đang nóng nhá. Đấy, cái này về là các bác phải cọ rửa thêm nhá. Em đổ nước vào đây, em mới chỉ gọi là thoáng qua tí thôi, vẫn còn bụi bẩn trong này đấy nhá. Em đun thử lên này thì nước vẫn sôi này, có thấy nước vẫn sôi nhá. Đấy, có khoảng 1000 nút rồi. Một cái minh chứng khác ở đây là trên màn hình nó đang hiển thị là 65 độ này, và nó đang tăng nữa. Đấy, thì là con này là bình của nó là đấy, thì đợi đang nước khả năng sẽ lên 70 độ thôi. Ở đây nó có cái nút này để chọn các nhiệt độ ủ này, 780 này, 85 này, 90 và 98 độ này. Đấy nhá, hình như bình này cũng là bình đời cao đấy, chọn được nhiều chế độ nhiệt hơn. Đấy, nó còn báo cả bao nhiêu phút nó thì sẽ sôi nước này, 7 phút nó sẽ sôi nước này. Đấy, 70 độ rồi, với đây 65 giờ lên 70 độ rồi nhá. Đấy, như vậy là con này đang lên nhiệt độ này. Có cái nút này nhá, cái nút này. Đấy, cái nút này vẫn bấm được này. Được chưa? Nút này vẫn bấm được này, nút này đang không bấm được này. Cái nút này nút mở khóa để bơm nhưng đang không bấm được này. Đấy, mở khóa để bơm này đang không bấm được nhé. Đấy, thì là em bán cái này về anh em thợ thay phím đi để dùng nhé. Chắc là bọn này bị liệt phím rồi. Các cái phím này lâu ngày bị liệt rồi, về thay phím đi là được. À, thì con bình thủy Tiger này nhá, như em thấy là người ta đang bán khoảng tầm 1,5 triệu một cái con bình thủy Tiger này, mà nó chạy hoàn hảo các chức năng. À, còn ở đây là em bán là xả kho thôi, thì em gỡ vốn thì em bán 590.000 thôi. Đấy, 590.000 đấy, về các bác về mang ra anh em thợ người ta thay cho cái nút này nó chạy thôi nhá. Đấy, vì là nước vẫn đang sôi rồi, quan trọng nhất là cái nước đang sôi thì nó đã sôi rồi đúng không. Đấy, nước nóng được thì đã nóng rồi. Đấy, còn cái này thì là về mang ra anh em thợ người ta thay cho cái phím chắc hết mấy chục nghìn đấy, mà chắc là tính công thì chắc là chỉ tầm khoảng 100-150 thôi nhá. Đấy, thì sửa xong là dùng ngon thì mà cũng chỉ đến khoảng tầm 600-700 nghìn một cái bình này. Đấy, đúng không ạ, là dùng ok. Đấy, không cần phải mua đến cả 150 làm gì đúng không. Đấy, như bác nào đang có nhu cầu mua con bình thủy Tiger này nhá, hoặc là anh em thợ mà lấy về để thay phím thì là alo em nhá. Đấy, số điện thoại là 0966 594 581 hoặc là 0979 891 682. Và địa chỉ cửa hàng ở tại số 57A Nguyễn Hoàng, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội nhé. Đấy. Vâng, em xin kết thúc video ở đây nhé. Và xin chào các anh, xin hẹn gặp lại các anh sau nhé.